Kính thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng khởi động, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đang bước vào những ngày cuối của chiến dịch, chuẩn bị kết thúc một giai đoạn đánh dấu sự cống hiến của sức trẻ đối với địa phương mình. Từng đơn vị, mỗi chi đoàn, đoàn cơ sở của thị xã Giá Rai đã bắt tay vào hoàn thiện các công trình phần việc gắn với kế hoạch đề ra. Với chủ đề Tuổi trẻ Giá Rai tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mùa hè tình nguyện năm nay, tuổi trẻ thị xã Giá Rai đã tập trung các nguồn lực hướng về cơ sở. Một hoạt động trọng tâm nhất trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè lần này của tuổi trẻ thị xã Giá Rai là tập trung sâu sát vào việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn trên con đường lập thân lập nghiệp, như tư vấn và giới thiệu lao động cho các công ty đóng trên địa bàn thị xã, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, xây dựng những con đường sáng xanh sạch đẹp, cũng như hỗ trợ thanh niên vượt khó. Ban thường vụ thị đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức các hoạt động ra quân thực hiện các công trình phần việc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các cơ sở đoàn căn cứ vào nội dung kế hoạch và tình hình thực tế ở đơn vị triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Thì căn cứ kế hoạch của ban thường vụ tỉnh đoàn về tổ chức các hoạt động là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, thì ban thường vụ thị đoàn là cũng đã xây dựng cái kế hoạch là tổ chức cái hoạt động là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đến các cái cơ sở đoàn trực thuộc thị đoàn. Thì là trong cái kế hoạch đó thì là ban thường vụ thị đoàn là cũng là đề ra là cái 11 chỉ tiêu để thực hiện là một cái chương trình và 4 cái chiến dịch trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Thì qua đó thì là đã triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ sở đoàn cũng như là các cái bạn đoàn viên thanh niên trong toàn thị xã. Thì là qua cái hoạt động mà chiến dịch thanh niên tình nguyện hè này á, thì là với mục đích là muốn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên thanh niên để thực hiện là tốt cái tinh thần là xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc mà tham gia vấn đề phát triển kinh tế xã hội của thị xã nói chung, là cũng như là của đơn vị nói riêng, cũng là góp phần thực hiện đạt những cái mà chỉ tiêu của đơn vị cũng như là của thị xã nói chung. Ở các xã của thị xã Giá Rai, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục thu hút một đội quân hùng hậu, bao gồm các cơ sở đoàn từ ấp đến xã, kể cả đoàn viên công chức, khối lực lượng vũ trang cấp thị xã, đều hăng hái nhập cuộc trợ lực để các chỉ tiêu đề ra của địa phương sớm hoàn thành. 100% cơ sở đoàn đều đăng ký công trình tham gia xây dựng nông thôn mới, tùy theo điều kiện của địa phương mà tổ chức đoàn thanh niên mỗi đơn vị đảm nhận thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, có đơn vị đảm nhận thực hiện một tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng như hỗ trợ thanh niên đang gặp khó khăn về nhà ở. Điển hình như đoàn cơ sở xã Tân Thạnh, thị đoàn Giá Rai phối hợp cùng đoàn cơ sở xã Tân Thạnh ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022 với hơn 40 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Xã đoàn Tân Thạnh đã tham gia làm vệ sinh môi trường, trồng cây hoàng yến tuyến đường dẫn lên quảng lộ Phụng Hiệp, lắp đặt 5 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng số tiền 10 triệu đồng, trao hỗ trợ cua giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 8, tổng trị giá 21 triệu đồng. Cũng trong buổi ra quân này, thị đoàn Giá Rai đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng một căn nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng. Thì đoàn cơ sở xã Tân Thạnh cũng đã cụ thể hóa thành kế hoạch và triển khai đến các chi đoàn trực thuộc xã đoàn. Thì trong kế hoạch chiến dịch hè thì đoàn cơ sở xã Tân Thạnh đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thì trồng cây xanh và cây hoàng yến trên các tuyến đường. Tiến dẫn lên quảng lộ Phụng Hiệp và tiến Bờ Đông thuộc ấp Kinh Lớn của xã Tân Thạnh. Thì qua đó thì đoàn cũng có hỗ trợ con giống cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thì cũng đã vận động kinh phí để lắp đặt 5 trụ đèn năng lượng tại địa bàn. Thì được sự quan tâm hỗ trợ của thị đoàn thì đoàn viên nghèo của xã Tân Thạnh thì cũng đã được hỗ trợ một căn nhà nhân ái. Bên cạnh đó thì đoàn cơ sở cũng tiếp tục vận động và hỗ trợ thêm các phần quà cho các em thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Hướng tới thì đoàn cơ sở xã Tân Thạnh cũng tiếp tục vận động cái học bổng và cái tập sách cho các em học sinh để chuẩn bị vào năm học mới. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị đoàn chỉ đạo đoàn cơ sở, hội đồng đội các xã phường chủ động liên hệ với các trường để tiếp nhận học sinh, đội viên về sinh hoạt nơi cư trú và tùy vào điều kiện, tình hình phối hợp tổ chức các hoạt động hè phù hợp, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch cho các em.
phối hợp tuyên truyền 21 cuộc về luật trẻ em, trao tặng 300 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 90 triệu đồng. Chỉ đạo một số đoàn cơ sở, xã, phường tổ chức hoạt động vui chơi trong hè cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Ngay từ đầu hè, các đơn vị đoàn cơ sở cũng đã chủ động rà soát các đối tượng học sinh nghèo để tiếp tục duy trì công tác đỡ đầu ngay khi các em vừa bước vào năm học mới. Vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, triển khai trang bị kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động trải nghiệm cuộc sống cho thanh thiếu nhi, các sân chơi bổ ích giúp thiếu nhi có dịp vui chơi sau những tháng dài học tập mệt nhọc. Thì ngay từ đầu năm, ngay từ thời điểm xây dựng kế hoạch, thì đoàn cơ sở đã ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đối với thực hiện phần việc là đăng ký tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại ấp 17. Thì trong phần việc đó thì đoàn cơ sở đã ra quân chỉnh trang lại các tuyến đường và trồng 350 cây hoàng yến và 80 cây dừa xim lùng, và đã tiến hành vận động nhân dân mắc bóng đèn năng lượng thắp sáng trên các tuyến đường chiều dài 1.200m, là có khoảng 35 hộ trên các tuyến đường đó. Thứ nhất thì đối với để hoàn thành cái mục tiêu đó thì cần sự quan tâm hỗ trợ của đảng ủy, ủy ban trong khâu chỉ đạo, và thứ hai nữa là cần lực lượng đoàn trong công tác tham gia cùng với đoàn để thực hiện các phần việc đó. Thứ ba đó là các nguồn lực hỗ trợ, rồi mọi nguồn lực để tận dụng để chuyển giúp cho địa phương để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong chiến dịch thanh niên tình nguyện này, tuổi trẻ thị xã Giá Rai tiếp tục thể hiện sự tri ân với thế hệ cha anh bằng việc tham gia xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách tại những vùng căn cứ cách mạng. Cụ thể là Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng và chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh tại Thất Dòng Bớm, xã Phong Thạnh Tây, ra quân thực hiện các công trình phần việc, tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân là đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hàng trăm suất quà bao gồm gạo và mì cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, giảm giá lộ giao thông nông thôn, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Qua triển khai thực hiện các mô hình như là hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, như là xây dựng các cái khu vui chơi, về phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm công tác an sinh xã hội như là hỗ trợ tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, về tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, sửa lộ, vân vân, rất là nhiều mô hình. Qua đó thì góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì riêng đối với xã Phong Thạnh Tây là xã nông thôn mới, thì thực hiện cái chủ trương xây dựng xã Phong Thạnh Tây trở thành phường vào năm 2025. Thì đối với ban vụ xã đoàn thì cũng tham mưu cho cấp ủy và đoàn cấp trên để thực hiện các công trình phần việc, góp phần thực hiện các cái tiêu chí của địa phương để xây dựng xã trở thành phường. Ngoài ra, đoàn cơ sở các xã ra quân phối hợp sửa chữa nhiều tuyến đường với chiều dài gần 10 km, trồng mới hàng ngàn cây xanh qua kiển, sửa chữa các điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, phối hợp giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho hai đoàn viên thanh niên. Hơn thế nữa, các đoàn phường trực thuộc xây dựng nhiều tuyến đường qua kiển, phối hợp tổ chức tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cử lực lượng tham gia đội tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đô thị hàng đêm tại các tuyến ngõ hẻm, điểm nóng an ninh trật tự, phối hợp các ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng hỗ trợ giúp đỡ thanh niên lập nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với đô thị cho thanh niên. Ban Thường vụ Thị đoàn còn thành lập 10 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường. Các đoàn cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước, trồng mới cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ở lĩnh vực xây dựng văn minh đô thị, các đơn vị tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động người dân, thanh thiếu nhi thực hiện ứng xử văn minh, xây dựng địa phương đơn vị xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường ở các tuyến kênh rạch nội ô, chung tay chỉnh trang đô thị. Các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương tiếp tục được duy trì thông qua việc tổ chức cho học sinh thăm hỏi, chia sẻ với chiến sĩ, cán bộ, gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo. Song song đó, thì đoàn Giá Rai còn thành lập đội hình tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông ở xã Tân Phong nhằm ứng cứu kịp thời và hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp tai nạn,
đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương. 10 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền các quy định của luật giao thông đường bộ, đường thủy. Ban thường vụ thị đoàn chỉ đạo thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, phối hợp thăm tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo đoàn cơ sở, xã, phường phụ trách chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang, khu di tích lịch sử, văn hóa ở địa bàn mình quản lý. Tuy nhiên, để tuổi trẻ Gia Rai phát huy và cống hiến hết sức trẻ của mình vẫn đang gặp trở ngại lớn trong thời điểm hiện tại. Hai chướng ngại lớn nhất chính là việc thiếu hụt kinh phí hoạt động và việc vực dậy tinh thần tình nguyện của lực lượng thanh niên địa phương. Chính trong mùa hè tình nguyện này, các đơn vị đoàn cơ sở đã tập trung vào công tác củng cố tổ chức đoàn. Những tồn tại yếu kém trong một bộ phận đội ngũ cán bộ đoàn hay những khó khăn trở ngại trong công tác tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn hội vẫn chưa có biện pháp tháo gỡ. Một số nội dung, phương thức sinh hoạt còn mang tính hình thức ở các đơn vị đoàn cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đặt ra. Đa số cái tình hình hoạt động của các cơ sở đoàn nói chung và cái cơ sở đoàn Giáo Tân Thạnh nói riêng thì cũng gặp không ít khó khăn, như đa số là đoàn viên thì tham gia làm ở các công ty xí nghiệp, thành ra hoạt động một số hoạt động thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng đa số các hoạt động mà do đoàn phát động thì các đoàn viên vẫn nhiệt tình tham gia và cái tinh thần hoạt động của các bạn đoàn viên thì vẫn hăng hái và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đoàn cơ sở phát động các phong trào. Quá trình vận động các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con thì cũng gặp một số khó khăn nhất định. Thì đối với đoàn thì kinh phí hoạt động là hạn hẹp, cho nên là điều kiện để tổ chức các cái hoạt động chưa có được đảm bảo. Thì qua đó thì ban thường vụ xã đoàn cũng tận dụng mọi nguồn lực trong và ngoài xã, các cái mạnh thường quân để hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động của đoàn được thực hiện. Chắc chắn những trở ngại này sẽ được các cấp bộ đoàn nhìn nhận, mổ xẻ, phân tích để có hướng tháo gỡ, nhất là cần sự trợ lực từ đoàn cấp trên. Về đối với các hoạt động mà trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 thì ban thường vụ thị đoàn đã xác định với phương châm là xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, và các hoạt động là phải dựa trên cái nguồn lực là nguồn lực của từng đơn vị. Tuy nhiên là về cái vấn đề mà điều kiện kinh tế khó khăn của mỗi cơ quan đơn vị thì là ban thường vụ thị đoàn cũng đã đánh giá được các cơ sở đoàn là cũng như là các cái hoạt động, thì là trên cái đánh giá đó thì thị đoàn sẽ có cái phương pháp, cái phương án để hỗ trợ cho các cơ sở đoàn. Cụ thể như là các cái chiến dịch thì thị đoàn sẽ chọn những cái điểm mà đơn vị đặc biệt khó khăn về cái tổ chức các hoạt động phong trào cũng như là đời sống nhân dân nơi đó còn khó khăn về điều kiện kinh tế, phát triển kinh tế cũng như là các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới là đô thị văn minh, thì là ban thường vụ thị đoàn sẽ tập trung là hỗ trợ những cái đơn vị đó ra quân hỗ trợ về các cái nguồn lực là cũng như là các cái vận động xã hội hóa để thực hiện các công trình để đảm bảo cho cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của đơn vị đạt được kết quả cao nhất. Có thể nói chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành nội dung quan trọng, dấu ấn đặc biệt trong phong trào thanh niên của đoàn thanh niên các cấp, khẳng định sức lan tỏa mãnh liệt của phong trào tình nguyện trong đời sống xã hội, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Phải khẳng định rằng kết quả của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ Gia Rai đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển đời sống xã hội của quê hương mình.